Xin chào các anh em, hôm nay chúng ta có một cái sự kiện mới ao game nằm trên web, đó chính là cái sự kiện Công Xưởng Hilly Shop. Thời gian sự kiện là bắt đầu từ lúc 1 giờ chiều nay cho đến ngày 27 tháng 4. Dành cho tất cả các anh em có cấp độ mạo hiểm trên 10 trở lên. Nhìn chung là cái phần hướng dẫn nó khá là rối rắm, nếu các anh em thích thì các anh em có thể xem lại ở cuối video. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn đơn giản các anh em như sau. Đầu tiên, để chế tạo thì chúng ta cần phải chọn vào nhận thêm nguyên liệu thì mỗi ngày nó sẽ giao cho chúng ta 3 nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được 4 nguyên liệu. Như vậy là với cái số nguyên liệu đó thì chúng ta có thể chế tạo được 4 món. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn 3 trên 4 nguyên liệu ở trên và bắt đầu chế tạo. Mỗi khi mà chế tạo tạo ra một vật phẩm mới thì cái thanh phần thưởng tổng kết nó sẽ tăng lên. Ở đây chúng ta sẽ có tổng cộng 15 vật phẩm mới. Và như vậy là tại cái phần thưởng tổng kết thì chúng ta sẽ nhận được 120 nguyên thạch cộng với lại 2 vật trang trí. Để nhận được những cái phần thưởng này thì chúng ta cần phải mở khóa 15 cái vật phẩm mới. Như vậy để kiếm cái công thức vật phẩm mới ở đâu thì chúng ta cần phải chọn vào cái bảng công thức. Thì ở đây tổng cộng 15 vật phẩm nó đã bị che đi mất một cái nguyên liệu và mình đã có cái công thức hoàn chỉnh cho các anh em xem. Ok, và đây chính là cái công thức hoàn chỉnh để các anh em có thể chế tạo. Và mỗi khi mà chúng ta chế tạo ra được một cái vật trang trí, kể cả là trùng nhau thì nó cũng sẽ tặng cho chúng ta được một cái phần thưởng nhỏ. Và cái số lần chế tạo trong một ngày là không hạn chế, phụ thuộc vào cái số nguyên liệu mà các anh em có mà thôi. Nhưng mà tổng cộng một ngày thì chúng ta chỉ có được 12 nguyên liệu. Như vậy là số lần chế tạo một ngày của các anh em là khoảng 4 lần. Thì cái thời gian cooldown của mỗi lần là khác nhau. Lần đầu tiên thì không có cooldown. Lần thứ hai thì sẽ cooldown 1 phút. Lần thứ ba trở đi thì thời gian cooldown sẽ là 3 phút. Ngoài ra còn có một cái lưu ý nhỏ nữa là cái phần thưởng tổng kết này khi mà nó mở khóa tới thì các anh em cần phải click vào để mà nó gửi vào trong hòm thư của các anh em. Chứ nó không tự động gửi vào trong hòm thư của các anh em. Ok, nhìn chung thì mình thấy rằng cái sự kiện này nó khó nhất chính là cái công thức mà thôi. Thì ở đây mình đã có cái bảng công thức cho các anh em. Và mỗi ngày thì chúng ta sẽ vào trong cái nhà này, chúng ta chụp hình lại, chúng ta chia sẻ thì chúng ta sẽ nhận được thêm 5.000 mora nữa. Ít thôi nhưng mà góp gió thành bão các anh em. Nhìn chung đây là một cái sự kiện hấp dẫn trong cái thời gian từ bây giờ đến cập nhật phiên bản 1.5 vào ngày 28 tháng 4. Và ở cuối video thì mình để cái phần hướng dẫn sự kiện cho các anh em cần tham khảo. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng không còn cái gì để nói trong cái sự kiện này nữa. Tạm biệt các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở video sau.